Sau đây chúng ta cùng đến với màn chào hỏi của đội thi xã Quảng Ngân. Xin mời đội thi xã Quảng Ngân thể hiện phần thi của mình.
thì những cái số lên lỏi vào từng gia đình, từng cá nhân ảnh hưởng trực tiếp tới từng bạn nhỏ. Tình trạng xâm hại bạo lực trẻ em, nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đang diễn ra rất phức tạp ở mọi nơi. Vậy trước những tình trạng đó chúng ta cần phải làm gì? Đây là những vấn đề nhức nhối của toàn xã hội và đặc biệt là những vấn đề chính của các bạn nhỏ. Đến với hội thi hôm nay, đội thi trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Gò Chợ cơ sở Quảng Ngân, chúng em gồm 8 thành viên. Ui, đấy là cái số nó phải
Thế nha, cứ thế mà làm, tao quên rồi đấy, nha. Con nói chuyện là con biết được rồi. Con chào bố mẹ, con đi học về rồi đấy ạ. Ừ, con đi học về rồi đấy ạ. Hai đứa về sớm thì tao về giúp bố mẹ làm việc nhà. Mà hôm nay bố lại sai chuyện nữa hả mẹ? Ui, bố mẹ hôm nay chả thế. Con trên mày ở đây không ạ? Dạ, bố bảo với con ạ. Ừ, ngày mai mày không cần phải đi học nữa. Ở nhà đấy rồi. Tao đã tìm được cho mày một chỗ này, ngon ăn. Bố nói thì con không muốn đi học, muốn đi lấy chồng đâu, con muốn đi học cơ. Tao bảo mày từ ngày mai không cần phải đi học nữa. Mày ở nhà mà lấy chồng. Mới lấy thằng tái con ông này ở đâu kia à? Không, con không phải đi học mà bố. Mà anh em chồng lấy nhau được như thế là hôn nhân cận huế không được ở đây bố ạ. À. Mà anh ta đồng ý. Ui trời ơi, ngu lắm con ạ. À. Chính vì nó là anh trai mình nên tao mới cho người đấy nó. Chứ của cả nhà nó mà sao mà tay người khác thì chẳng mất hết à. Với lại vì sao mới đấy người thì cần để cho bên đấy một đứa con trai là đời phải sớm trước tiên luôn đấy con ạ. À. Nhưng mà mẹ ơi, con không muốn đi lấy chồng đâu, con muốn đi học cơ. Khổ quá cơ. Đấy, tao đang nói với bố mày đến đưa bên cái rồi mà bố mày cứ chịu nghe đâu. Khổ thế không nghe nữa. Không, con không chịu lấy chồng, con thả chết chứ không đi lấy chồng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cáo và chú cán bộ đến đây tuyên truyền cho cô như thế thì cô đã hiểu ra rồi. Thái à, chào nha, anh em cùng với nhau được không? Là cũng nên tới đây đấy, cảm ơn con ạ. Với lại anh em cũng chưa được rồi nữa. Hôm nay đi cháu đủ rồi, con sẽ đi với cháu được cái chúng ta đi cháu nha. Không có bạn ạ. Ôi, ôi cô biết nói rồi. Ôi, cho ngại chỉ biết điều trẻ, không quan tâm đến gia đình. Mẹ nó à, tôi xin lỗi mẹ con bà nhà. Con, cái lớn trong bụng này, con nào cũng là con bà cái gì. Mà thế ông thử gương với tôi là từ nay không bắt đầu kịp ở nhà đi lên chồng đấy nha. Ừ, tôi xin lỗi với tất cả mọi người. Từ nay sẽ không uống nhiều, còn bạn con xin đi lên chồng nữa. Của trường anh Thủy Đình Hội sẽ xin trả đấy.
tôi.